Mà điều đáng lo là nó cho
sử trường toàn của dòng dõi hùng dương ôi. Phụ nhân ta là sáng trụ đạo nghĩa dân tộc, giờ ta ra lệnh tấn công, rồi phải hy sinh phương tương. Hãy lắm phu nhân, phu nhân. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nhờ ngài tiễn biệt của nghệ sĩ Vương Cảnh, tiếng hát của nghệ sĩ Vương Long và nghệ sĩ Hương Hậu với tiếng trống mê linh.